Đây là các quy cài mà hãng thiết kế sẵn trên thảm da để nhét vào các thành vách xe, có tác dụng là cố định thảm, đẩy ghế lái về sau. Sau đó các bạn vệ sinh hết toàn bộ phần sàn xe như này. Sau đó chúng ta sẽ cài các quy dẹt này vào trong các thành vách của xe. Tương tự như thế, bên này cũng thế. Sau đó cái tay này chúng ta sẽ nhét vào bên đây. Cũng có thiết kế các quy cài để ta nhét vào các thành xe để cố định thẳng. Đây là tấm thảm ghế phụ. Bên ghế phụ chúng ta lắp cũng tương tự như bên ghế lái. Khi lắp thảm là không được để cho cái thảm da của mình nó chồm lên trên cái phần để di chuyển ghế này nhá. Mà mình sẽ phải kéo thảm, cân chỉnh các góc để cho thảm xuống dưới như này. Để khi mình điều chỉnh ghế lên ghế xuống ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến thảm và thảm nó sẽ không bị xô. Đối với cái tay ghế này thì là cái phần quy cài thứ hai này ạ. Khi nào mà chúng ta lắp xong cái phần ghế phụ thì ta lùi ghế lên phía trên hết, thì là cái quy cài thứ hai này ta sẽ nhét được ở cái vách xe phía sau này. Đây là tấm thảm của hàng ghế thứ hai. Đối với hàng ghế thứ hai này thì cũng tương tự như thế á. Chúng ta đặt vào vị trí của sàn xe và sau đó cài quy dạch các cái xe bên này.